Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã có phản ánh về tình trạng đào vàng thổ phỉ tại địa bàn các xã Hồng Hà, Hương Nguyên, huyện A Lưới của một nhóm đối tượng người Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân huyện sau khi nhận được thông tin cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch đẩy đuổi ra khỏi địa bàn. Đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp nên việc phát hiện quả tang là điều không hề dễ dàng. Chính vì vậy, để xử lý hiệu quả và dứt điểm tình trạng này, tổ truy quét của Công an huyện A Lưới phối hợp với phóng viên thời sự lên phương án kỹ lưỡng trong lần trở lại hiện trường. Chọn thời điểm bất ngờ và nhiều khả năng các đối tượng đang trong giờ khai thác nhất, chúng tôi bí mật tiếp cận hiện trường sau gần một giờ đồng hồ băng rừng. Hai nhóm tiến từ hai hướng khác nhau của tổ truy quét đã ập vào cùng thời điểm tại một miệng hầm đang có dấu hiệu hoạt động. Tại đây, Công an huyện A Lưới đã phát hiện hai đối tượng đang khai thác vàng ở phía sâu trong hầm. Các đối tượng khai nhận đã vào đây hơn nửa tháng để tìm sải vàng. Thì bọn em có vào đây là lúc đấy gặp cái đội, có một đội ở Chạy Cao với một đội ở Sông Hinh. Đó là thấy hai đội đấy hỏi xong bảo có mấy ông anh ở đây bảo không có. Thì từ đấy là em còn mang máng là cái bãi này. Thì ngay vừa rồi ấy, thì những ở nhà thì bọn em cũng là chỉ đi xây giếc rồi thôi, nắng nôi ấy. Nó thật như thế, thì cũng vì cuộc sống thôi. Bọn em bảo thế qua đây xem còn chỗ nào mót mét không thì đi làm để tránh nắng đỡ vất vả. Em có sợ nhưng mà anh trai bảo là ở nhà thì nắng nôi đi phụ hồ thì nó nắng thì bảo là vào đây tránh nắng vào đây mót mét được ít nào thì được thì về đỡ thì đỡ nắng đỡ nôi thì em vào đấy. Còn ai làm chung nữa? Không có ai anh ạ, không có hai anh em làm đấy. Quanh co khai nhận chỉ có hai người, nhưng tổ công tác tiến hành khám xét lán trại tại gần khu vực khai thác thì các dấu hiệu đều cho thấy có nhiều hơn các đối tượng trong nhóm người Thái Nguyên này. Tang vật thu giữ tại hiện trường có bốn ví da đựng một số tiền của Việt Nam, Lào và Campuchia, một giấy chứng minh, một hộ chiếu, một bằng lái xe đều mang tên Trần Tuấn Anh. Hai cục kim loại màu vàng không rõ khối lượng được gói trong giấy bạc, một hộp nhỏ đựng thủy ngân, 5 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ thể hiện việc mua bán hàng hóa, chuyển tiền qua tài khoản. Ngoài ra, các vật dụng sinh hoạt, đồ đạc cá nhân đều thể hiện có ít nhất 4 đối tượng trong nhóm khai thác vàng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng còn lại đã phải ra trình diện trước lực lượng chức năng và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 4 đối tượng gồm Trần Tuấn Anh, Từ Văn Tư, Từ Văn Tám và Mai Văn Như cùng quê quán Thái Nguyên, khai đã xâm nhập khu vực này và tổ chức đào đải vàng thủ công đã hơn nửa tháng nay. Quặng sau khi đào sới trong núi được đưa ra ngoài miệng hầm để đải và đem đi tiêu thụ. Sau khi tiến hành lập biên bản kiểm tra, thu giữ tang vật, Công an huyện A Lưới đã yêu cầu tất cả các đối tượng rời khỏi rừng và tiến hành hủy lán trại cùng các vật dụng sinh hoạt để phòng sự quay trở lại. Trước tình trạng khai thác vàng thổ phỉ vẫn diễn ra âm ỉ tại nhiều địa bàn khác nhau, gây ô nhiễm, biến dạng môi trường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, lãnh đạo Công an huyện A Lưới cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều đợt truy quét tại các địa điểm nghi vấn, đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn trong thời gian tới.